Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM cho thấy, tổng cộng có 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio đã bán ra thị trường 603.745 chiếc trong quý 1 năm 2024, giảm xấp xỉ 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng các nhà sản xuất xe máy trong nước quý đầu năm 2024 ước đạt 677.800 chiếc, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Thực tế, thị trường xe máy từ sau Tết Nguyên đán đến nay vẫn đang được đánh giá là khá ảm đạm. Nhiều mẫu xe nổi tiếng cũng đã phải hạ giá thấp hơn so với giá niêm yết, một điều ít thấy vào những năm trước. Hiện nay, Honda vẫn là nhà sản xuất xe máy lớn nhất tại Việt Nam, với 27 mẫu xe và chiếm khoảng trên 80% thị phần.